bây giờ cô sẽ mời quả bông sen về lại ngôi nhà ga đê phố số 1. Giờ được đắt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu và khám phá người em út trong ngôi nhà ga đê phố 2. À, người em út trong ngôi nhà ga đê phố 2 là có hình dạng là khối cầu, chất liệu là gỗ và hai hai cái được trên một mặt phẳng này. Giờ cô mời từng bạn nhắc lại cho cô đây là gì. Mami ơi, cô mời từng Mami đứng dậy. Không, đứng gì Mami, có gì? Đúng rồi, khối cầu. Đánh đá khối cầu. Đức Minh ơi, đây gì con? Dạ thưa cô, khối cầu nè. Bích Mì ơi, đây gì con? Đúng rồi, cả lớp nhắc lại cho cô, khối cầu. À, và ngày hôm nay cô sẽ có một trò chơi liên quan đến khối cầu. Có con muốn tham gia cùng cô không nào? Đúng rồi, trò chơi có tên là Bồ Đi. Nhiệm vụ của con là lái quả khối cầu này làm cho các tay Bồ Đi này ngã xuống. Ai làm ngã quả Bồ Đi nhiều hơn là sẽ chiến thắng. Rồi các con nhìn quan sát cô làm nào nè. Trường mầm non đẹp biết bao, tiếng hát rêu vang trong nắng hồng. Tuổi thần tiên đẹp ước mơ, trăng sao bầu trời và nắng mới. Mồm đài hoa tỏa ngắn hương, thắm sáng trong tim niềm khát vọng. Bằng tình thương dành hắn cho, mang trời nhỏ màu cô yêu nhau. Mầm non hạnh phúc luôn nhiều, là ước mơ xanh tuổi thơ, là cô tiên trong giấc mơ. Đài hoa tỏ ngát hương, thắm sáng trong tim niềm khát vọng. Bằng tình thương dành hết cho.